Tao Tao nói cho con mấy con bánh bèo nghe nè. Năm nay là năm 2019 rồi ha. Tao nói nghe nha. Lo mà đối xử tốt với người đàn ông của mình đi nghe. Nè ha. Tụi mày mà đối xử không tốt á ha, là sẵn sàng. Đủ má, khóc cái gì? Im đâu, tao đang làm clip. Tụi mày á mà... Im mày. Tụi mày á mà đối... Em coi. Im cho ba làm clip nè. Tụi mày á mà đối xử không tốt với mấy người đàn ông của tụi mày á hả, là sẽ có những thằng đàn ông khác đối xử tốt với chồng của tụi mày đó, tụi mày nghe chưa? 2019 rồi, dáng mà đối xử tốt vô hen. Nó tới nó cướp chồng hồi nào không hay á. Tao đi giữ con tiếp đây. Nó khóc quá à.